quý vị và các bạn. Buổi chiều hôm nay chúng mình sẽ test so sánh hai chiếc cúp các bác nhé. Thì hiện tại trước mắt quý vị và các bạn là một chiếc cúp kép 40 của JBL, mã số là 4715A và bên này là 4718A. 4715A thì nó gồm hai bát 40 từ 220 quân 100. Còn 4718 thì là dùng một bát 50 từ 22 quân 100. Các bác xem xong em sẽ báo giá từ chi tiết từng chiếc lo một nhé. Nhớ cho TV một like ủng hộ cho TV các bác nhé. Thì cái này về thì em chưa test đâu. Thì hôm nay test cho các bác so sánh chất âm là giữa súp kép 40 và đơn 50. Cái nào nó uy lực hơn các bác nhé. Còn JB chất âm hay thì khỏi phải bàn rồi. Mình chỉ so sánh chất âm cái nào nó uy lực hơn thôi, bạo lực hơn thôi. Đấy. Đây là 4715A nhé. 4715A thì là nó sẽ đây, 4715A SR 4715A này. Đấy. Hàng Made in USA nhé. Còn bên này là 4718 này. Nó bẩn lắm, em không lau được. Đây, phải lau đi. Đấy, 4718A series 2. Thì em sẽ so sánh một chiếc là đơn 50 và một chiếc là kép 40. Vì đây chiếc áp thì em vẫn để hai cái là mắc luôn hết. Bây giờ thử cái một nha. Đây, tắt đi này. Đó, về không hết. Đúng không ạ? Volume ở trên đây em vẫn để bằng nhau nhá. Vẫn là 15. Đó. Bây giờ em sẽ thử chiếc thu kép trước nhá. Đó, ok. Đó, ok, em sẽ tắt đi. Và bên này vẫn tô lại bản nhạc nó. Mời quý vị cùng nghe nha. Em test súp á là các bác phải đeo tai phone vào thì mới nghe được. Chứ nếu bác nghe trên điện thoại á thì nghe tiếng nó cứ phọc 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 thôi. Còn các bác nhớ đeo tai phone vào nha để nghe được chất âm nó chi tiết hơn. Vâng, mời các bác cùng nghe. Đây là 15 này, bây em cho to hơn tí này. Đấy. Cái đoạn đầu tiên của cái bản nhạc này thì là con có thể hình dung hơn. Vấn đề chế độ 18 nhé, volume 18 nhé. Bây giờ mình tắt cái này đâu. Đây, mặc cái này lên. Đó, vẫn volume 18 nhé. Thì các bác nghe thử quả 4718 bát 50 so sánh với cả kép 40 ra sao. Vâng, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thank you.
đó là chất âm giữa hai chiếc rút. Thì nói chung là phân khúc tiền thì là nó cũng không chênh nhau bao nhiêu các bác ạ. Đấy, thì nói chung là các bác nghe thì các bác đã thẩm âm được rồi, cái nào uy lực hơn, đúng không ạ? Thì hiện tại bên em đang báo giá là chiếc rút kép này này, 415A này, bao ship toàn quốc được bác này, là giá 14 triệu một chiếc. Còn 4718A CD2 này, này là bán 13 triệu một chiếc, bao ship toàn quốc. Đấy các bác nha. Hiện tại bây giờ là rất ít hàng rồi bác, từ bên Tiến hầu như là rất ít hàng, rất hiếm để hàng đẹp. Đấy, nếu các bác mà xác định mua sút thì mua từ ngay bây giờ, giá thành vừa hợp lý, tha hỗ trợ, liên tiếp vừa không có hàng lại giá lại cao các bác nhé. 4718A 1.50 là giá 13 triệu tiếng bị bao ship. Còn 4715A thì còn một chiếc thôi, 14 triệu bao ship. Bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ sớm với tiếng bị theo số điện thoại là 0948 388 448, xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến BB ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, các bác thấy video hay nhớ cho Tiến BB một like nhé, để ủng hộ cho Tiến BB càng ngày càng nhiều video hơn để các bác tham khảo. Vâng, xin chào tất cả quý vị và quý bạn.